Vâng, chào mừng quý vị các bạn trở lại với kênh Đại Vương. Thì đến video này, Vương xin chia sẻ cho anh chị các bạn cách tạo một hoặc nhiều cái tài khoản Gmail trên điện thoại mà không cần số điện thoại để xác minh tài khoản. Thì Vương xin bắt đầu ngay bây giờ, xin mời anh chị các bạn cùng theo dõi. Thì điều đầu tiên, chúng ta muốn tạo được cái Gmail mà không xác minh số điện thoại, các bạn hãy bật cái chế độ bay lên nha. Và chúng ta hãy kết nối Wi-Fi. Kết nối Wi-Fi và bật cái chế độ bay. Rồi khi chúng ta đã thực hiện xong hai cái bước này thì chúng ta có thể là tạo được cái tài khoản Gmail mà không cần xác minh tài khoản qua số điện thoại. Và chúng ta bấm vào cái chữ mà hình đại diện đây, hình tài khoản đây. Chúng ta sẽ thêm tài khoản. Hiện tại mình đang có một cái tài khoản, vì chúng ta muốn tạo thêm cái tài khoản Gmail nữa thì chúng ta sẽ bấm vào thêm tài khoản. Rồi lúc này thì chúng ta sẽ bấm vào tạo tài khoản, bấm vào đây. Và chúng ta sẽ chọn là cho bản thân tôi. Rồi lúc này thì chúng ta sẽ chọn họ. Bây giờ chúng ta có thể tạo họ và tên của chúng ta nha. Bây giờ chúng ta sẽ chọn là tạo là ví dụ như là họ Nguyễn này, tên Thanh. Rồi tiếp theo đó chúng ta bấm đi. Rồi bây giờ chúng ta phải chọn ngày tháng năm sinh. Rồi ngày tháng năm sinh, chúng ta vui lòng chọn ngày tháng năm sinh là phải lớn hơn 18 tuổi nha, để mà nó khỏi bắt xác minh là nhỏ hơn 18 tuổi là nó bắt xác minh này nọ. Rồi chúng ta bấm chọn giới tính, rồi sau đó chúng ta bấm tiếp theo. Rồi lúc này á, thì chúng ta sẽ tạo cái gì hồi nãy là Nguyễn Thanh. Rồi bây giờ mình sẽ đánh là Thanh Nguyễn để mình làm có hàng ngày tháng năm sinh cho khỏi nhớ luôn nha. Hồi nãy là ngày 12 tháng 7 1991, rồi a@gmail.com. Tiếp theo đó chúng ta sẽ bấm tiếp theo. Nếu mà khi mà chúng ta thử cái này không được á, thì chúng ta sẽ chọn thẳng đây này luôn. Chúng ta thẳng là có sẵn nè, chúng ta sẽ bấm vào đây. Rồi cái này là ok, là chúng ta sẽ bấm tiếp theo. Rồi qua bước này thì chúng ta sẽ tạo cái mật khẩu cho nó nha. Rồi mình sẽ tạo một cái mật khẩu dễ nhớ. Đây là mình làm demo thôi, thì khi sau đó là mình chúng ta sẽ đổi mật khẩu nha. Thì mình sẽ bấm là tiếp theo. Rồi cái bước này là bước quan trọng, là chúng ta kéo lên đó, các bạn thấy chưa, người ta không bắt chúng ta là xác minh cái số điện thoại này. Đây này, thêm số điện thoại này, thấy không? Nếu các bạn thêm thì chúng ta hãy thêm, còn không thêm thì chúng ta chỉ cần bấm bỏ qua này. Còn các bạn thêm mà chúng các bạn bấm là tôi đồng ý. Nhưng mà hiện tại là video này thì Vương chia sẻ là cách tạo cái tài khoản Gmail mà không cần cái số điện thoại xác minh, thì chúng ta sẽ bấm bỏ qua. Thì lúc này chúng ta sẽ bấm tiếp theo. Đó, đây Gmail của mình. Chúng ta sẽ bấm tiếp theo. Rồi, chúng ta sẽ kéo lên. Và chúng ta sẽ bấm là tôi đồng ý. Rồi bây giờ nó sẽ đang đến cái dịch vụ của Google nha. Như vậy là gần thành công rồi các bạn ơi. Rồi như vậy là chúng ta đã tạo xong một cái tài khoản mà Gmail thành công. Rồi bây giờ mình sẽ bấm vào đây Gmail. Và chúng ta sẽ bấm vào đây thêm tài khoản. Đây tài khoản là Thanh Việt.